Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2021, tính cho tới thời điểm hiện tại trong phiên chiều tối nay theo giờ Việt Nam, yếu tố lạm phát và dịch bệnh gia tăng vàng sẽ vẫn là nơi trú ẩn khi nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp an toàn. Hiện tại chênh lệch giữa hai thị trường giá vàng trong nước và thị trường vàng thế giới đang đứng ở ngưỡng 7 triệu đồng trên mỗi lượng. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều tối nay được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bản tin sẽ là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Tại thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch trưa hôm nay theo giờ The Việt Nam, giá vàng thế giới đứng quanh ngưỡng 1813,55 USD trên ounce. Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ còn được hỗ trợ tích cực khi mà áp lực lạm phát tăng lên mức chưa từng thấy. Bất chấp mối đe dọa đang hiện hữu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn coi việc lạm phát tăng cao hơn chỉ là tạm thời và dự kiến sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ mở rộng trong tương lai gần. Cùng với đó, dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là khu vực Đông Nam Á sẽ khiến giới đầu tư hạn chế đầu tư vào các kênh sinh lời mà chuyển sang đầu cơ vàng nhằm tránh rủi ro. Khảo sát của hãng tin Cuckoo về giá vàng trong tuần này, đa số dự báo giá tăng. Theo cuộc khảo sát với sự tham gia của 16 chuyên gia, 9 người cho rằng giá sẽ tăng, trong khi 3 người nghĩ giá giảm, còn 4 người nhìn nhận giá vàng đi ngang. Còn với cuộc khảo sát qua mạng với sự tham gia của 836 người cho thấy 67% đưa ra quan điểm giá tăng, 17% dự báo giá giảm, số còn lại cho rằng giá đi ngang còn với thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua bán ở mức 56,90 cho đến 57,57 ,57 triệu đồng trên mỗi lượng, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào và bán ra ở mức 56,90 cho đến 57,52 triệu đồng trên mỗi lượng, tăng 20.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 70.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý điều chỉnh mua vào tăng 50.000 đồng trên lượng, chiều bán ra tăng 80.000 đồng trên lượng so với chốt phiên liền trước. Giao dịch mua bán đang được niêm yết ở mức 56,90 cho đến 57,53 triệu đồng trên mỗi lượng. Vàng Doji trên thị trường Hà Nội tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 70.000 đồng trên lượng tại chiều bán so với chốt phiên cuối tuần. Giao dịch mua bán niêm yết tại mức 56,85 cho đến 57,52 triệu đồng trên mỗi lượng. Tại thị trường vàng trong nước, theo ông Phan Lê Thành Long, chuyên gia tài chính đưa ra quan điểm rằng ông ủng hộ thị trường vàng tự do bởi hiện nay thị trường vàng Việt Nam đang bị bóp méo trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt là sự chênh lệch giá giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Chênh lệch giá mua vào và bán ra là những yếu tố chịu ảnh hưởng lớn bởi thị trường có quá nhiều các quy định và bị hạn chế. Tiếp tục phân tích thống kê của VFCC đối với nhà đầu tư cá nhân có 4 kiểu nhà đầu tư trên thị trường, bao gồm nhà đầu tư nhanh nhẹn, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư mạo hiểm có hướng dẫn và nhà đầu tư thận trọng, trong đó mỗi nhà đầu tư sẽ có mục tiêu khác nhau như là ngắn hạn, dài hạn, có người sẽ tập trung vào đa dạng hóa danh mục và bảo vệ tăng trưởng tài sản. Còn với nhà đầu tư mạo hiểm có hướng dẫn thì muốn tìm kiếm lợi nhuận cao trong thời gian ngắn dựa vào các lời khuyên của người khác. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO quỹ đầu tư AFA cho rằng thị trường nào cũng có phần thuận và phần nghịch và những rào cản ảnh hưởng đến quyết định mua vàng đến từ ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là nhận thức và khả năng chi trả, trong đó 24% số người trừ từng mua vàng họ không biết cách mua vàng hay các yếu tố ảnh hưởng đến giá, và 44% tuyên bố mua vàng là việc ngoài khả năng tài chính của họ. Thứ hai, người mua không hiểu đặc tính của vàng như sợ mua phải hàng giả hoặc lo sợ về việc lưu trữ an toàn tại nhà. Thứ ba, có một số người đồng ý rằng khai thác vàng làm tổn hại đến môi trường, song việc khai thác vàng ở Việt Nam rất ít vì đa số chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài. Có thể thấy, vàng đóng vai trò quan trọng tạo ra sự an toàn lâu dài và là một lớp tài sản phòng vệ không mang tính tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, thị trường vàng tại Việt Nam được dự báo có triển vọng tích cực. Đáng lưu ý là 76% nhà đầu tư ủng hộ việc có thể mở tài khoản đầu tư vàng tại ngân hàng, phát triển và chính thức hóa thị trường. Mặc dù chưa có tài khoản vàng, kỹ thuật số chính thức nhưng có 48% ủng hộ việc mua vàng trên nền tảng này. Theo ông Andrew Nero, giám đốc phụ trách ASEAN VKGC cho biết, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trên thị trường vàng toàn cầu. Đây là thị trường vàng lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong 10 thị trường tiêu thụ hàng đầu thế giới. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng nhu cầu mua vàng tại Việt Nam vẫn còn mạnh và có sự hỗ trợ để phát triển các sản phẩm đầu tư mới, bao gồm mua vàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số hoặc mở tài khoản đầu tư vàng tại các ngân hàng. Hệ thống tài chính của Việt Nam phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của thị trường vàng, tăng khả năng tiếp cận và tin tưởng vào vàng. Ở thời điểm này, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.803,90 USD trên một ao. Điều này ảnh hưởng như thế nào tới thị trường vàng trong nước? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, giá vàng tại trường vàng trong nước vẫn duy trì đà tăng và hiện tại vẫn neo ở mức cao, chỉ có vàng bù số 9 và vàng nữ trang là quay đầu giảm nhẹ. Đầu tiên sẽ là giá vàng STC tại các tổ chức lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.690.000, bán ra 5.755.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. STC Hà Nội mua vào 5.690.000, bán ra 5.757.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.680.000, bán ra 5.745.000. Doji Hà Nội mua vào 5 triệu 685 nghìn, bán ra 5 triệu 755 nghìn, tăng 50 000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100 000 đồng trên lượng tại chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5 triệu 690 nghìn, bán ra 5 triệu 755 nghìn, tăng 50 000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Phú Quý STC mua vào 5 triệu 690 nghìn, bán ra 5 triệu 753 nghìn, tăng 50 000 đồng trên lượng ở chiều mua và 80 000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.700.000, bán ra 5.755.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.695.000, bán ra 5.745.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố vẫn duy trì đã tăng và tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. STC Đà Nẵng mua vào 5 triệu 690.000 bán ra 5 triệu757.000 STC Nha Trang mua vào 5 triệu 690.000 bán ra 5 triệu757.000 STC Cà Mau mua vào 5 triệu 690.000 bán ra 5 triệu757.000 STC Bình Phước mua vào 5 triệu 688.000 bán ra 5 triệu757.000

Tiếp theo là giá vàng bũ số 9 và vàng nữ trang STC ở thời điểm hiện tại giá vàng bầu số 9 và vàng nữ trang STC quay đầu giảm nhẹ biên độ giảm từ 21 cho đến 50.000 đồng mỗi lượng cụ thể nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5 triệu 120.000 bán ra 5 triệu 190.000 giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán vàng bù số 9 mua vào 5 triệu 000 000 bán ra 5 triệu 160.000 và vàng 24k mua vào 5 triệu 008,9 nghìn bán ra 5 triệu 108,9 nghìn giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán Vàng 18K mua vào là 3.685,4 nghìn, bán ra 3.885,4 nghìn, giảm 37.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 14K mua vào là 2.823,6 nghìn, bán ra 3.023,6 nghìn, giảm 29.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào là 1.966,9 nghìn, bán ra 2.166,9 nghìn, giảm 21.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên chiều tối nay của chúng tôi quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo